Ngày trước các Nay cụ anh già rất vui tôi mừng được ba đón em ba Vũ ở Hải Phòng, có số điện thoại 0168 4275 là vợ 992 mới gì ạ? lên sở hữu một cục đẩy Vợ về tắm riêng đi, vợ về tắm riêng. BA600. Đây. Thì em Vũ, có tay em Vũ ấy. Tay Vũ, em tên gì nhỉ? Duy, em Duy lấy hệ thống đẩy với loa JBL. Đây có là JBL bát 40. Cục đẩy cục đẩy BA600 đánh cực khủng luôn, đánh tức là đánh nó quá chất. Với hai cặp bát loa ETC 30 mà em đã thẩm định chính của này đang đóng máy. Nó cực sung luôn. Cực sung. Vào đóng. Thứ hai là cục đẩy BS2400 hành rất là nhiều. Đấy. Các em mua bằng cách âm. Các nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp qua em Vũ theo số điện thoại 0168 4275 992. Em biết toàn bộ thông tin của cục đẩy BA 600 40 đánh là 40 thoải mái, rất là căng, máy đẹp, âm thanh thoát, máy em còn rất là nhiều, nhập số lượng lớn. Giá tình yêu 5 triệu cục đẩy 24 đèn là 4,5 triệu, 4,5 triệu cục đẩy 20 đèn, 20 đèn cũng đánh được 230, 24 đèn cũng đánh được 230 nhưng mà căng hơn. 24 đèn này đánh nó căng hơn, nó mạnh hơn, còn 20 đèn thì đánh nó yếu hơn một chút. Đây chính cục đẩy đóng gói toàn bộ xong. Và đây chính là hai em đang uống nước và chuẩn bị lên đường Hải Phòng. Ừ đấy. Và em ấy chuẩn bị sẵn dây co này, xe máy là đã xác định là chở được rồi. Bác cứ liên hệ với em để tham khảo cục đẩy nhá. Tạm biệt bác chủ nhà đi, cho em về nhà với anh.